sàn Thạch Anh chuẩn Đức Coupler. Coupler hân hạnh đồng hành cùng Ca Cộng Sport. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tạp chí Thế giới Formula One của truyền hình Ca Cộng. Như vậy là chúng ta đã khép lại một tháng nghỉ ngơi giữa mùa giải của Formula One. Sự ồn ào từ những cỗ máy được trang bị động cơ hybrid tăng áp V6 1.6 lít đã chính thức quay trở lại và mang đến không ít những bất ngờ dành cho người hâm mộ. Và những bất ngờ này cũng trực tiếp khiến cho phần còn lại của mùa giải trở nên hấp dẫn và khó lường hơn bao giờ hết. Nhà đương kim vô địch thế giới Max Verstappen đã khởi đầu mùa giải năm nay với rất nhiều những chiến thắng liên tiếp, nhưng rất có thể anh sẽ phải sống trong sự hồi hộp và lo sợ từ giờ cho đến hết mùa giải. Bởi những gì diễn ra tại Zandvoort vào cuối tuần vừa qua đang dấy lên những sự lo ngại về một kịch bản thống trị tương tự sẽ xảy ra một lần nữa. Nhưng lần này thì không phải là Red Bull mà nó đến từ một đội đua khác, đó là McLaren. Những ngày cuối tuần vừa qua tại Hà Lan diễn ra trong điều kiện đầy thách thức, đặc biệt là trong các phiên tập luyện khi mưa lớn gây khó khăn trong việc thu thập dữ liệu quan trọng của các đội đua. Dù vậy, chiếc Mercedes-38 của McLaren vẫn chứng tỏ được sự thích nghi nhanh chóng với hiệu suất xuất sắc trên cả lốp trung gian và cả lốp khô. Lando Norris liên tục thể hiện tốc độ ấn tượng, đứng đầu trên bảng xếp hạng trong các phiên tập luyện và phân hạng và cuối cùng giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc đua. Khoảng cách mà anh tạo ra với người đứng thứ hai Max Verstappen lên tới 22,9 giây. Đây là khoảng cách lớn chưa từng có ở mùa giải năm nay giữa hai người dẫn đầu, vượt lên trên cả màn thống trị nhất của Max Verstappen tại chặng đua mở màn ở Bahrain. Và vì thế tôi có thể nói rằng điều này đang mang lại cho chúng ta một trong những mùa giải Formula One ly kỳ nhất trong những năm gần đây. Cậu cách Lando bao nhiêu giây thế? 22 giây gì đó. Phản ứng của Leclerc sau câu trả lời của Max dường như đã nói liền tất cả. Ngay trên sân nhà của tay đua người Hà Lan, Lando Norris đã làm cho đoàn quân áo cam đông đảo phải lặng im và giành chiến thắng trước Max Verstappen, đúng theo cái cách mà Verstappen thường làm với các đối thủ của mình suốt 3 năm qua, trong đó có cả Norris, chiến thắng với khoảng cách hàng chục giây. Đảo mắt một lượt qua thống kê này dễ dàng nhận ra, cho đến lúc này của mùa giải 2024 mới chỉ có duy nhất hai chặng đua mà người dẫn đầu bỏ cách người về nhì hơn 20 giây khi chặng đua kết thúc. Đó là chặng khai mạc tại Bahrain với Verstappen là người chiến thắng và chặng đua vừa rồi với Norris là quán quân. Điều làm cho chiến thắng ấy càng thêm phần phũ với Verstappen là việc Norris như mọi khi đã thất thế trong việc xuất phát với tay đua người Hà Lan khi có lần thứ 6 liên tiếp đánh mất lợi thế giành pole sau khi xuất phát. Nhưng chỉ sau hơn 10 vòng đầu, khoảng cách giữa Max và Lando ngày càng giảm đi trước khi Norris khiến người xem khoái chí với pha núp gió và vượt qua Max đầy mê hoặc được thể hiện qua góc quay GyroCam gắn trên chiếc xe của anh. Để anh vượt lên Max Verstappen, Norris lách ra phía ngoài. Norris đã lấy lại được vị trí dẫn đầu của mình và chiếm được đỉnh cua khúc cua số 1. Và bây giờ việc phòng ngự của Lando Norris sẽ là cực kỳ quan trọng để anh bảo vệ trước sức ép của Max Verstappen. 0,3 giây cách biệt được tạo ra. Sau khoảnh khắc ấy, Norris không ngoái lại về phía sau nữa, còn Max Verstappen cũng hoàn toàn hiểu vị thế của mình đã bị lép vế trong chặng đua này. Max biết cậu ấy không thể đánh bại Lando ngày hôm nay. Từ trước khi cuộc đua chính thức bắt đầu, chúng tôi đã thảo luận với nhau rằng nếu không đánh bại McLaren thì chúng tôi cần đánh bại phần còn lại của đoàn đua. Khoảnh khắc cậu ấy vượt qua tôi biết mình không thể làm gì khác. Khi ấy tôi chỉ muốn tập trung làm tốt nhất có thể trong phạm vi của mình và kiếm về nhiều điểm nhất có thể. Nhưng phải nói là trong chiếc xe có một thứ gì đó khiến nó khó lái vô cùng. Thật khó để chỉ ra cụ thể vấn đề nó đến từ đâu vào thời điểm hiện tại. Theo các chuyên gia, vấn đề mà Verstappen nói rất có thể là đến từ việc Red Bull đã mang đến Zandvoort hai chiếc RB20 với thiết lập khác nhau. Trong đó, Verstappen cầm lái chiếc xe với downforce cao hơn và một bộ sàn xe cũ hơn so với Perez. Điều đó vô hình chung khiến anh trở nên kém cạnh tranh hơn so với McLaren. Bên cạnh đó, bản thân đội đua màu đu đủ cũng đã tự khiến họ mạnh lên đáng kể. Kể từ sau chặng đua tại Miami, khi Lando Norris có chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp, McLaren mới có một bản update lớn đến thế về hiệu năng. Và lần này cũng vẫn là Norris thắng chặng. Thật khó để nói rằng đó là một điều trùng hợp. Thay vào đó sẽ hợp lý hơn khi kết luận rằng đội ngũ nghiên cứu, những nhân viên tại nhà máy của McLaren đã làm ra một chiếc xe và những bản nâng cấp tuyệt vời. Quan trọng nhất, họ không để mình tụt lại so với đối thủ trực tiếp là Red Bull trong cuộc cạnh tranh chiếc vô địch ở cả hạng mục cá nhân lẫn đồng đội. Đáng nói ở chỗ, những cải tiến này được đảm đương bởi Rob Marshall, người đã dành 17 năm tại Red Bull và giờ đang là trưởng bộ phận thiết kế tại McLaren. Chúng tôi đã có cánh gió sau mới, đó là bộ phận cải tiến lớn nhất. Nó thay thế cho cái trước đó chúng tôi dùng ở Hungary. Nó tạo ra lực ép xuống cao hơn, nhưng vẫn giữ nguyên được lực cản như cánh gió cũ.
Ngoài ra, phần ống phanh cũng đã được tinh chỉnh để có lực hút gió tối ưu hơn. Họ hỏi tôi vì sao chúng tôi liên tục có những nâng cấp hiệu quả. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi có sự hiểu ý giữa các kỹ sư với chiếc xe. Họ hiểu rõ cần làm gì với chiếc xe qua từng chặng đua, đó là chìa khóa. Tôi vẫn kém Max 70 điểm sau cuộc đua này. Sẽ là ngốc nghếch nếu mơ mộng hay nghĩ ngợi quá xa vào thời điểm này. Cứ tập trung từng chặng đua thôi, đó là điều tôi cần làm. Ngoài ra, tôi chẳng quan tâm điều gì khác. Tôi không nghĩ các bạn nên hỏi tôi về cuộc đua vô địch mỗi tuần làm gì cả. Cho dù Norris có thể tự lái mình ra khỏi sự sao nhãng khi đặt mục tiêu vô địch, thì thực tế cũng đang chứng minh rằng ở mùa giải này, chẳng ai ngoài anh đang là ứng viên nặng ký nhất cho việc chốt ngôi của Verstappen. Trong khi đó, trái ngược hoàn toàn với McLaren là một bầu không khí ảm đạm của đội đua Mercedes. Họ đã trông rất khác so với trước khi kỳ nghỉ hè diễn ra. Dường như đã có một điều gì đó ảnh hưởng tiêu cực lên chiếc W15 và như mọi khi thì đó lại là một thứ mà đội đua này cũng chưa thực sự nắm rõ. Mercedes bước vào kỳ nghỉ hè đầy mạnh mẽ. Họ đã thắng 3 trong 4 trận trước khi tái hợp tại Hà Lan. Nếu thắng lợi của Russell tại Áo mang đậm màu may mắn, thì Hamilton đã chứng minh bản lĩnh của mình tại Vương quốc Anh cũng như Bỉ. Tất cả đã kỳ vọng mũi tên bạc sẽ tiếp tục vươn mình trên bảng xếp hạng đồng đội sau kỳ nghỉ 4 tuần. Nhưng khi đặt chân tới Zandvoort, mọi thứ lại không xuôi sẻ mát má cho Mercedes. Ngay khi đua phân hạng, Hamilton đã có thành tích không quá tốt, dù lại nhận thêm án phạt bổ sung và phải xuất phát ở một trong 3 hàng cuối. Bộ phận sàn xe mới đã khiến anh và Mercedes gặp rắc rối, dù không có nó họ vẫn giành thắng lợi 1-2 tại Bỉ. Russell ấn tượng hơn, có được vị trí xuất phát thứ 4, đồng thời được kỳ vọng là người ghi điểm chính cho Mercedes tại trạng này. Đáng tiếc khi năm đèn đỏ tắt, cuộc đua đã không còn đi theo mong muốn của tay đua người Vương quốc Anh. Giống như mọi tay đua khác trong top 10, Russell trang bị bộ lốp medium khi xuất phát. Trong khi đó, Hamilton sử dụng lốp mềm để tạo ưu thế ở giai đoạn đầu. Cả hai đều lựa chọn phương án hai lần thay lốp cho suốt cuộc đua. Nhưng trong khi Hamilton có hai lần pit stop gọn gàng để leo một mạch lên vị trí thứ 8, Russell lại rơi thẳng xuống vị trí thứ 7 và cũng chỉ về đích sớm hơn người đồng đội của mình vỏn vẹn 5 giây. Đầu tiên anh mất tới 3,4 giây cho lần thay lốp đầu khi các kỹ thuật viên mắc lỗi tháo lốp trước bên phải. Lần box tiếp theo của Russell mất tới 2,8 giây, quá nhiều so với mức tiêu chuẩn 2,3 đến 2,4 giây. Hơn nữa, lựa chọn lốp mềm cho stint cuối không thể giúp tay lái 26 tuổi cải thiện thành tích của mình khi vẫn phải chấp nhận vị trí xếp sau Checo Perez. Cho tới tận giữa tuần qua, cả Russell lẫn lãnh đạo Toto Wolff vẫn vò đầu bứt tai tìm câu trả lời cho việc tại sao chiếc xe của Mercedes lại rớt xuống nhiều đến như vậy. Nhưng dù có khó đến mấy, họ cũng phải tìm ra giải pháp khi trận đua tại Monza sẽ diễn ra ngay vào cuối tuần này. Williams, với lợi thế là đội đua đang trong quá trình tái thiết, cần những tay đua không chỉ tài năng mà còn phải có khả năng đưa ra kết quả ngay lập tức. Thì với những kết quả không mấy khả quan từ đầu mùa giải đến nay, cộng với pha tai nạn tiêu tốn hàng chục triệu đô, thì chặng đua tại Hà Lan có thể đang là giọt nước tràn ly, khiến cho đội Williams phải suy nghĩ lại về tương lai của tay đua người Mỹ. Logan Sargeant, tay đua vốn đã bị đội Williams loại khỏi hàng ngũ vào cuối năm nay để nhường chỗ cho Carlos Sainz, tiếp tục mắc lỗi trong buổi free practice cuối cùng ở Zandvoort. Trong điều kiện đường đua ẩm ướt, bánh xe bên phải của anh trượt xuống cỏ góc số 4, khiến Sargeant mất kiểm soát chiếc xe và đâm với tốc độ cao vào rào chắn, phá hủy nhiều nâng cấp mới nhất mà Williams đã mang đến cho chặng đua ở Hà Lan vào cuối tuần vừa qua. Câu chuyện Logan Sargeant khiến Williams mất nhiều tiền đã xảy ra như cơm bữa. Đây là lần thứ 4 mùa này tay đua người Mỹ khiến chiếc xe anh lái bị hư hỏng. Mở đầu cho năm 2024 tại trường đua Suzuka ở Nhật Bản, tại phiên tập 1, Logan Sargeant đã bị mất lái khi đi vào bãi cỏ và cũng đâm mạnh vào hàng rào. Điều này đã dẫn đến việc hại nặng nề cho hệ thống treo trước và hộp số của chiếc xe FW46. Lần tiếp theo trong năm 2024 đến từ cuộc đua trên quê hương của Logan Sargeant, chặng Miami Grand Prix. Đó là lúc mà tay đua người Mỹ đang cạnh tranh gay gắt với Kevin Magnussen. Chiếc xe của Haas đã va chạm với bánh sau của Logan Sargeant và điều đó khiến chiếc xe của tay đua Williams lao thẳng vào hàng rào. Cuộc đua kết thúc với Logan Sargeant và danh sách tai nạn của anh lại tiếp tục dài lên. Lần thứ 3 mùa này, Logan Sargeant bị tai nạn cũng là tại châu Mỹ ở chặng đua Canadian Grand Prix. Trong cơn mưa tầm tã ở Montreal, Logan Sargeant một lần nữa lại mất điều khiển chiếc FW46 và lao vào hàng rào khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng. Thêm một lần nữa, Logan Sargeant lại rời cuộc đua từ sớm. Cùng với đó, trong năm 2023, Williams, một đội đua không dư giả về mặt tài chính, cũng đã phải chi trả số tiền khổng lồ do những sai lầm của Logan Sargeant. Tổng cộng, tay đua người Mỹ đã tiêu tốn tới 4,3 triệu đô la của Williams trong năm 2023 sau những cú va chạm như ở Australia hay ở Nhật Bản, khiến Logan Sargeant trở thành tay đua gây thiệt hại nhiều nhất trong tổng số 20 tay đua của Formula 1 mùa trước. Không những vậy, cho tới lúc này, sau 2 mùa thi đấu, Logan Sargeant mới chỉ kiếm được có 1 điểm và mọi thứ vẫn không được cải thiện nhiều cho tới lúc này.
Do vậy, đội đua Williams đã có những động thái để sẵn sàng thay thế cho Logan Sargeant. Nói là làm, ngay trong tuần này, Logan Sargeant đã ngay lập tức phải nói lời tạm biệt với Formula 1 và người thay thế là tay đua đang thi đấu ở Formula 2, Franco Colapinto. Đây là tay đua người Argentina năm nay 21 tuổi và cũng đã có một lần về nhất chặng tại Formula 2 năm nay. Trở lại với chặng đua tại Hà Lan vào cuối tuần vừa qua, với kỹ năng lái xe điều luyện và chiến lược thông minh của mình, Lando Norris đã vượt qua mọi thách thức để giành chiến thắng đầy thuyết phục. Trong khi đó, Max Verstappen dù đã rất nỗ lực, nhưng với những hạn chế về tốc độ, anh chỉ có thể ngậm ngùi nhìn chiến thắng rơi vào tay đối thủ của mình. Sự cạnh tranh gay gắt và những khoảnh khắc kịch tính đã làm nên một chặng đua đáng nhớ tại Hà Lan. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số những khoảnh khắc tiêu biểu nhất. Cuộc đua tranh giữa Lando Norris và Max Verstappen tại chặng đua Hà Lan tưởng chừng như sẽ là một cuộc chiến cân tài cân sức giữa hai người vừa là kỳ phùng địch thủ, vừa là đôi bạn thân này, lại diễn ra với thế trận một chiều. Ở pha xuất phát này, đó là lần thứ 6 liên tiếp mà Lando Norris không thể giữ vững vị trí dẫn đầu khi bước vào khúc cua số 1. Nhiều người cho rằng áp lực và tâm lý mỗi khi giành pole đã ảnh hưởng tới tay đua ở McLaren. Cả Lando Norris và Max Verstappen đều có thời gian phản ứng là tương đương nhau với 0,28 giây. Nhưng hãy nhìn trên góc máy này của Verstappen, chúng ta thấy bánh sau của chiếc McLaren đã gặp hiện tượng xoay bánh, hay còn gọi là wheel spin. Có hai giả thuyết được đưa ra cho vấn đề này. Đầu tiên là Lando đã đạp ga quá nhanh, khiến lực máy truyền xuống lốp lớn hơn lực bám đường của chiếc xe. Khi so với Max, tay đua người Hà Lan chỉ giữ ở mức ga 20%, trong khi Lando đạp lên mức 50%. Vậy nên anh mất tới 6,1 giây để tăng tốc lên 200 km/h, trong khi Max nhanh hơn anh tới gần nửa giây. Giả thiết thứ hai đó là chiếc xe của Norris đã không có điểm bắt côn chuẩn xác, dẫn đến những lá côn bị trượt dẫn đến xoáy bánh. Điều đó được thấy rõ nhất khi chúng ta nghe thấy tiếng động cơ gầm lên cao, nhưng tốc độ lại ở mức rất thấp. Vấn đề này xảy ra khi Oscar Piastri cũng có xuất phát tương tự và mất đi vị trí thứ 3 vào tay của George Russell. Nhưng khởi đầu tệ không phải là điều khiến tay đua người Anh nao núng. Mercedes-L38 vẫn là một chiếc xe có tốc độ tốt ở mức toàn diện. Verstappen không thể nào nới rộng khoảng cách của mình tới quá 2 giây. Thậm chí đến vòng thứ 15, khoảng cách giữa Max và Lando đã xuống còn dưới 1 giây. Và điều gì đến cũng phải đến. Chỉ 2 vòng sau đó, chúng ta đã được chứng kiến một chiếc xe mà các cư dân mạng đang ví như một quả đu đủ gắn tên lửa. Trên đoạn thẳng này, tốc độ trên xe của Norris được ghi nhận là 322 km/h. Trong khi đó, trên xe của Verstappen chỉ là 294 km/h mà thôi. Một con số quá chênh lệch khi nhìn sang phía đối diện. Norris muốn tận dụng lợi thế núp gió nhiều nhất có thể để tối đa tốc độ cho mình. Chỉ khi khoảng cách của anh với Max chỉ còn là 6m, lúc đó Lando mới bắt đầu đánh lái để vượt. Một pha vượt quá dễ dàng mà Max Verstappen không thể chống cự. Vượt qua đường rào cản, Lando Norris lao vút đi và liên tục tạo khoảng cách với chiếc xe phía sau. Anh về đích đầu tiên với khoảng cách hơn 22 giây so với tay đua người chủ nhà. Đây là lần đầu tiên kể từ chặng đua Ả Rập năm 2021 mà Max Verstappen về nhì với khoảng cách tương tự. Rõ ràng bản cập nhật của chiếc RB20 chưa cho thấy hiệu quả đúng như mong muốn. Phần vai sau trên thân xe đã được loại bỏ cho các chặng đua có lực ép xuống cao như tại Hungary và Hà Lan. Nhưng điểm chung của chúng đều là cho ra một kết quả. Đó là Max Verstappen về đích sau tay đua chiến thắng trên 21 giây. Có lẽ Red Bull cần phải tính toán kỹ lưỡng hơn về thiết kế này, bởi nửa sau của mùa giải vẫn còn rất nhiều những trận đua khác có tính khí động học cao như tại Singapore, Texas hay Qatar. Sàn Thanh Anh chuẩn Đức Cúp L, Cúp L hân hạnh đồng hành cùng K-Cộng Sport.